Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người tiêu dùng đang ngày càng chú trọng đến tính tự nhiên của sản phẩm làm đẹp. Chính vì thế mà chị em thường lựa chọn các phương pháp để khỏe đẹp từ bên trong. Trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm dinh dưỡng làm đẹp kết hợp giữa mầm đậu nành và tinh bột gấc. Trong các loại đậu, đậu nành là loại đặc biệt có hợp chất isoflavone với công thức hóa học gần giống với kích thích tố nữ estrogen. Ở giai đoạn nảy mầm, isoflavone trong đậu nành là nhiều nhất, mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn hẳn. Có thể nói, mầm đậu nành là một phát hiện mới của khoa học hiện đại, là món quà tạo hóa ban tặng cho phụ nữ để duy trì tuổi thanh xuân, ngăn ngừa lão hóa và phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Mầm đậu nành có tác dụng rất là tốt cho nội tiết tố nữ. Nó làm tăng cái estrogen đấy lên và làm cho chống lão hóa, đẹp da, giảm nếp nhăn, giảm sạm da, làm tăng cái nội tiết lên, cho nên là những cái phụ nữ tiền mãn kinh sẽ đỡ đau đầu, chống mất ngủ và tốt cho hệ cơ xương khớp nữa. Ví dụ như là cái đấy nó rất là nhiều canxi, cho nên nó cũng làm tốt cho tăng cường canxi cho xương khớp. Nắm bắt xu hướng làm đẹp nội sinh, rất nhiều sản phẩm mầm đậu nành từ các thương hiệu khác nhau được bày bán trên thị trường. Đã có nhiều người bán hàng trà trộn những mặt hàng kém chất lượng, không có tem mác, không có logo thương hiệu với những mức giá thấp hơn bán cho người tiêu dùng để trục lợi. Thời gian gần đây tôi thấy ở trên thị trường quảng cáo rất là nhiều mầm đậu nành tốt cho nội tiết tố và làn da nên tôi mua về tôi dùng. Nhưng khi tôi mua sản phẩm về để sử dụng thì tôi thấy pha ra thì nó không có mùi thơm và nó có mùi hơi tanh. Khi tôi sử dụng 2 tháng thì tôi không thấy nó có hiệu quả gì. Là một doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất khẩu Thiên Phú đã ra mắt sản phẩm mầm đậu nành tinh bột gấc nhằm tối đa hóa việc hấp thụ chất dinh dưỡng từ tự nhiên. Trong gấc có hàm lượng vitamin A và E cao, làm vô hiệu hóa 75% các chất gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Tinh bột gấc hỗ trợ làm giảm cholesterol, chống xơ vữa động mạch và tai biến. Theo nghiên cứu của Đại học California, hàm lượng lycopene có trong gấc cao gấp 70 lần so với cà chua, lượng beta-carotene cao gấp đôi cà rốt. Sự kết hợp 2 trong 1 giữa mầm đậu nành và tinh bột gấc đã mang lại nhiều tác dụng tích cực cho cơ thể. Trên thị trường mầm nguyên sơ thì rất là nhiều. Để mà mầm đậu nành kết hợp với tinh bột gấc thì chắc là chỉ có công ty Thiên Phú chúng tôi đưa ra là cái sản phẩm đầu tiên. Và quyết định đưa ra cái sản phẩm này chính là người vợ của tôi bị bệnh tim, sử dụng rất là tốt. Công ty Thiên Phú đưa ra thị trường mầm đậu nành tinh bột gấc, được sản xuất ra trên một dây chuyền rất là hiện đại và được kiểm nghiệm bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Chúng tôi cam kết đưa sản phẩm mầm đậu nành tinh bột gấc ra thị trường, không pha chế bất cứ một phụ gia hay chất bảo quản gì. Sản phẩm mầm đậu nành tinh bột gấc của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên Phú được chiết xuất từ những hạt đậu nành chọn lọc, đảm bảo không chứa hạt biến đổi gen, kết hợp với những cá thể gấc tươi tốt nhất vừa được tách ra từ giàn. Qua quá trình nảy mầm, chiết xuất, tinh chế được xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, đảm bảo giữ được hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất cho sản phẩm. Mầm đậu nành tinh bột gấc có mùi thơm đặc trưng của đậu nành, chất bột mịn. Vì là sản phẩm nguyên sơ nên khi khuấy đều trong nước sẽ có một chút cặn dưới đáy cốc và có màu cam nhạt của gấc. Sau khi mình sinh con ấy, thì mình gặp vấn đề là mặt mình xuất hiện nhiều nám và tàn nhang. Và mình thỉnh thoảng mình gặp tình trạng mất ngủ, với lại tóc mình cũng rụng rất là nhiều. Thì mình cũng được mọi người giới thiệu mình sử dụng mầm và mình có tìm hiểu đến sản phẩm mầm đậu nành tinh bột gấc của công ty Thiên Phú. Và sau khi mình sử dụng mầm được 1 tháng thì mình thấy cái tình trạng nám và tàn nhang của mình giảm rõ rệt. Và mình đi làm thì các bạn đồng nghiệp của mình đều khen cái là da mình giờ này sáng hơn rất là nhiều. Và mình cũng tiện thể mình cũng giới thiệu với mọi người về sản phẩm của công ty Thiên Phú. Bởi vì đây thực sự là một sản phẩm mầm rất là tốt và đột phá hơn mầm nguyên sơ bình thường trên thị trường. Bởi vì có kết hợp với tinh bột gấc. Không chỉ có tác dụng tốt đối với chị em phụ nữ, mầm đậu nành tinh bột gấc còn giúp trẻ em cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa, hỗ trợ điều trị các chứng bệnh về mắt như quáng gà, giảm thị lực.
Để mua được sản phẩm chất lượng, người tiêu dùng nên tìm đến các cơ sở uy tín, đặc biệt phải kiểm tra kỹ tem chống hàng giả của Bộ Công an trên nắp hộp để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.